nghĩ nhiễm COVID-19 rồi sẽ không bị lại, nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dương tính, lo sợ vì đủ các triệu chứng. Hôm nay, 2 tháng 3 là ngày thứ 5 anh LQM tái nhiễm COVID-19. So với những ngày trước đó khi đầy đủ các triệu chứng từ ho, sốt, đau họng, anh em bắt đầu khỏe lại. Có điều, anh em cũng như nhiều người đã từng nhiễm COVID-19 trước đó, anh không nghĩ rằng đợt tái nhiễm lần này lại nặng như vậy. Anh sốt 2 ngày, mỏi người, đặc biệt đau rát họng, đây cũng là biểu hiện của rất nhiều người bệnh đợt này, anh em bày tỏ. Mặc dù hết sức lực, nằm gục 2 ngày vì cảm sốt nhưng với kinh nghiệm đã từng mắc COVID-19, anh em bình tĩnh để điều trị bệnh. Anh không uống kháng sinh, kháng viêm cũng không dùng thuốc kháng virus. Anh uống hạ sốt trong 2 ngày đầu, đặc biệt uống rất nhiều nước pha với gói bù điện giải Ozone, thêm siro ho và nghỉ ngơi, tập thể dục nhẹ nhàng. May mắn là đến nay đã khỏi các triệu chứng và dần khỏe lại, anh em nói. Cũng giống như anh em, anh LVP 28 tuổi, quận 8, đã trải qua 3 ngày tái nhiễm COVID-19. Nếu như đợt đầu anh P nhiễm COVID-19 nặng, sốt cao ly bì nhiều ngày, khó thở thì đợt tái nhiễm lần này, anh P chỉ cảm sốt nhẹ, không có triệu chứng. Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu sau khi khỏi COVID-19, anh P lại hơi cảm thấy mệt mỏi, di chuyển nhiều thì đau lưng, sức khỏe yếu hơn lúc trước. Theo các chuyên gia, bác sĩ cho biết, trường hợp tái nhiễm SARS-CoV-2 thường gặp ở những người từng mắc một biến chủng trước đây. Ví dụ như người đã từng nhiễm chủng Delta, nay sẽ nhiễm thêm biến chủng mới Omicron. Đối với những người đã nhiễm biến thể Omicron rồi thì rất khó và hiếm xảy ra nhiễm lại cùng một biến chủng trong thời gian ngắn. Theo các chuyên gia đánh giá, giữa chủng Delta và Omicron sẽ có những đặc điểm khác nhau. Nếu như người nhiễm biến chủng Delta sẽ có rất nhiều người bị mất mùi, 5 đến 6 ngày sau phát bệnh sẽ mất mùi, thì 80 đến 90% người nhiễm Omicron sẽ không mất mùi.